Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Rừng Amazon cháy vì con người ăn quá nhiều thịt. Hoàn toàn không ngoa khi nói rằng rừng Amazon là lá phổi của trái đất, khi nó đóng vai trò sản xuất khoảng 20% lượng oxy trên khắp hành tinh. Cháy rừng Amazon có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng quốc tế và theo thống kê, hầu hết các đám cháy xảy ra do hoạt động chặt phá rừng của những người đốn củi và chủ trang trại nhằm có đất cho chăn nuôi. Nếu có ai đó hỏi rằng làm thế nào để không để tình trạng này tiếp tục xảy ra và ngăn chặn rừng Amazon đứng trước bờ vực bị xóa sổ, câu trả lời chỉ có thể là ăn ít thịt lại. Đó ít nhất là giải pháp của Phần Lan và hôm thứ Sáu vừa qua, Bộ trưởng Tài chính của quốc gia này đã kêu gọi Liên minh châu Âu khẩn trương xem xét việc cấm nhập khẩu thịt bò của Brazil sau khi các đám cháy xảy ra ở rừng Amazon. Brazil là quốc gia xuất khẩu thịt bò lớn nhất thế giới, cung cấp gần 20% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu, theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, USDA, và con số này vẫn có thể tăng lên trong vài năm tới. Năm ngoái, nước này đã xuất hơn 1,64 triệu tấn thịt bò, lượng thịt cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử, giúp họ thu về 6,57 tỷ USD. Sự phát triển của ngành công nghiệp thịt bò ở Brazil đã được thúc đẩy một phần bởi nhu cầu tiêu thụ gia tăng mạnh mẽ từ châu Á, chủ yếu là Trung Quốc và Hồng Kông. Tính riêng hai thị trường này, thôi cũng đã chiếm gần 44% tổng lượng xuất khẩu thịt bò từ Brazil vào năm 2018. Ngoài ra, các thỏa thuận thương mại mới hứa hẹn sẽ giúp Brazil chính thức bước vào các thị trường mới tiềm năng mới như Indonesia và Thái Lan, đưa ngành công nghiệp thịt bò của Brazil lên một tầm cao mới, và cùng với sự phát triển đó, cái giá phải trả chính là môi trường. Trung tâm nghiên cứu vũ trụ của Brazil INPE cho biết số vụ cháy tại Brazil cao hơn năm ngoái 80%. Trong đó, hơn một nửa là xảy ra ở khu vực Amazon, gây ra thảm họa cho môi trường địa phương cũng như hệ sinh thái. Không những gây cháy rừng, thịt bò cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây biến đổi khí hậu bởi khí nhà kính. Mọi ngành nông nghiệp khi vận hành đều thải ra một lượng khí nhà kính góp phần làm nóng hành tinh, nhưng nhiều nhất là sản xuất thịt và đặc biệt nhất là thịt bò. Một số phương pháp sản xuất thịt gia súc đòi hỏi phải có một lượng lớn diện tích đất, đồng nghĩa với nạn phá rừng cũng tăng lên. Để thực hiện điều này, cây cối thường bị đốt cháy, giải phóng CO2 vào khí quyển. Trong khi đó, các phương pháp khác đòi hỏi một lượng lớn nước và phân bón để trồng thức ăn cho bò. Bò bản thân nó đã thải ra một lượng khí metan nhất định. Đó là loại khí nhà kính tiềm ẩn có thể gây nên sự ấm lên toàn cầu trong ngắn hạn. Việc tiêu thụ thịt đang ngày càng trở nên gia tăng trên toàn thế giới khi dân số không ngừng tăng lên và sự phát triển kinh tế giúp cho người ta giàu có và có khả năng mua thịt nhiều hơn. Đây là xu hướng đáng lo ngại. Các nghiên cứu phát hiện nếu cả thế giới bắt đầu ăn thịt bò theo tỷ lệ mà người Mỹ đang có, và thịt được sản xuất bằng các phương pháp thường được sử dụng tại Hoa Kỳ, điều đó có thể xóa đi bất cứ cơ hội nào nhằm kiềm chế mức khí thải dưới giới hạn quốc tế về sự nóng lên toàn cầu. Sản xuất thịt lợn hay thịt gà đều tạo ra lượng khí thải thấp hơn so với sản xuất thịt bò. Vì vậy, giảm tiêu thụ thịt hoặc chuyển từ ăn bò hay lợn sang gà trong khẩu phần ăn là những động thái tích cực mà bạn có thể thực hiện để giảm nhẹ tình hình. Nguồn CN. Ha ha ha, 问什么的说。